thử chiên cá bằm lá chuối và cái kết dính tè lè tẹt lè. Lùi về mấy tiếng trước lúc này là còn hí ha hí hửng lôi cái nồi từ thời nhà Thanh của má mình ra để mà mình thử chiên cá nè. Nó vừa vừa nha chị, đừng bự nha chị. Nói gì nói, trước tiên là cần phải có con cá trước đã rồi tính tính. Hôm nay không phải là cá chiên bình thường đâu, mà là cá chiên sốt mắm tỏi theo cái công thức bất bại của mình nè nha. Nhớ là phải có chai nước mắm Nam Ngư tỏi ớt Lý Sơn mới. 100% tỏi từ đảo Lý Sơn vậy mới ra được cái vị đó nha. 30.000 đồng bạc chai gãy ghê ra siêu thị hay ra chợ gì chứ có nhóc. Còn lá chuối phải nói là Sài Gòn mình kiếm lá chuối còn hơn kiếm vàng nữa. Cơ mà rốt cuộc thì mình cũng tìm được cái lá chuối rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ lót cái lá chuối mình cho vô vào đi, cái mình cho cá vô luôn đấy, mình nôn nóng cái kết quả quá. Tưởng đâu sẽ là một cái kết quả là tuyệt vời omega, ai ngờ kết quả là tuyệt vọng luôn. Nó vẫn dính nha, cái lá chuối nó quyện vô con cá luôn. Gỗ biết là mình sai ở cái bước nào nữa mà sao mình xu với người ta. Cuối cùng cũng chở con cá là được đó, nhưng mà cái lớp da con cá đi trường học còn thịt nó đi đường đời rồi. Hên quá may mà mình cũng có chuẩn bị rồi đó, nhanh trí lấy một cái chảo chống dính ra cái mình đem đi chiên cái hứa cá rồi đi. Biết vậy lúc đầu cũng có ngựa ngựa bày đặt bỏ lá chuối rồi bỏ cá vô chiên rồi đó. Chiên xong cái miếng cá nó dòng rụm ha, cái giờ mình đi làm sốt đi. Cái sốt bất bại này thì đương nhiên cái nguyên liệu không thể thiếu là nước mắm Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn rồi đó. Cơ bản là trong cái nước mắm này đã có ớt với tỏi sẵn luôn rồi, mình không cần phải cho thêm nữa đâu. Mà tỏi này là tỏi Lý Sơn được trồng ở đảo Lý Sơn trên đất đỏ và cát san hô, nên cái mùi tỏi nó thơm lừng, một cái mùi mà rất là riêng luôn. Đặc biệt là cái nước mắm này cho ra một cái vị mà chua ngọt cay the rất là hòa quyện dễ chịu. Mà cái công thức này là mình làm cái nước sốt á, thành thử ra là mọi người chịu khó bỏ thêm 2 muỗng đường với lại 2 muỗng tương ớt đi nha. Chứ bình thường mọi người chỉ cần đổ nước mắm này ra chấm chung với cá hay là trộn chung với gỏi đồ, nói chung là dễ mà làm đa dạng được món. Nhớ là dặn lửa riu riu cho cái sốt nó thấm đều vô cái hứa cá ha. Cái rồi mình giả bộ bế tô cơm liền đi. Vì cái món này không những ăn được một chén cơm đâu mà làm một nồi cơm cũng được luôn.